để khẳng định mình. Xin chào các em. Hôm nay tiếp tục chúng ta sang một cái chương mới của cái chương trình sinh học lớp 11. Đó là cái tính cảm ứng của sinh vật. Các em biết rằng là cái tính cảm ứng của sinh vật là rất quan trọng. Bởi vì nhờ có tính cảm ứng mà sinh vật của chúng ta mới biết được các cái vấn đề ở trong thiên nhiên mới cảm nhận được các cái tác động của môi trường mà mới có thể trả lời các kích thích của môi trường, mới phát hiện ra mọi vấn đề. Nhiều người chúng ta chẳng hạn là có các giác quan, giác là cái cảm giác, quan là cơ quan. Giác quan có nhiều nghĩa, nhưng mà cái nghĩa Cơ bản nhất đó là cơ quan cảm giác Nhưng theo một nghĩa khác thì giác quan cũng có thể là góc nhìn Giác là góc, quan là quan sát Góc quan sát là môi trường Thì cái biết rằng là nhờ như người chúng ta là này, nhờ có các giác quan Mà chúng ta quan sát được thế giới xung quanh Nhìn được thế giới xung quanh Chúng ta nhìn được, quan sát được thông qua ánh sáng nhờ có thị giác. Chúng ta quan sát được âm thanh nhờ có thính giác. Chúng ta quan sát được các cái vật nhờ có mùi vị khứu giác. Chúng ta quan sát được thông qua tiếp xúc. Đấy, chúng ta người khiếm thị không nhìn thấy ai tiếp xúc lên da người ta biết được. Và chúng ta có thể quan sát được môi trường thông qua một góc nữa là góc lưỡi vị giác. Vị giác lưỡi. Như vậy là có như người bình thường ta là có năm giác quan là năm cái cơ quan cảm giác nhưng cũng cũng có thể hiểu cách đơn giản là năm cái góc nhìn ra thế giới xung quanh. Người nào bị thiếu đi một góc nhìn thì đấy là gọi là người bị khiếm khuyết và trở nên khó khăn hơn người bị ảnh hưởng về mắt không nhìn được không quan sát được ánh sáng thì sẽ thiếu đi một cái khung cảnh và những người đó nhìn ra thế giới xung quanh của chúng ta đây sẽ bị khiếm khuyết người nào bị khiếm khuyết về âm thanh không có khả năng thu nhận âm thanh thì gọi là khiếm thính thì người đấy sẽ không tiếp thu được các cái thông tin của thế giới xung quanh thông qua cái âm thanh và đấy cũng là một khiếm khuyết của họ họ chỉ nhìn thấy thế giới xung quanh này qua tiếp xúc qua vị giác qua khứu giác và qua thị giác đấy, là những người khiếm khuyết cho nên tương tự ví dụ như thầy nghệ là một người có năm giác quan bình thường như các em đây Thì hệ đến một vùng đất ở một hành tinh khác giả sử hành tinh đấy người ta chỉ có bốn giác quan người ta chỉ có bốn giác quan là người ta chỉ có bốn giác quan đó là thị giác thính giác vị giá xúc giá mà không có giác quan khứu giá giả sử chúng ta đến một vùng đất mà vùng đất đấy con người chỉ có bốn giác quan này không có giác quan khứu giác là giác quan thứ năm thì lúc đó Họ với thầy nghệ cũng bình thường thôi Giống nhau Và vào một hôm thầy nghệ đến chơi Người ta mời thầy đến chơi Người ta nấu các món là gì Nấu các món ngon là nấu cơm Rau Cá Thịt Thịt chó đây Thịt gà Nấu bốn món Nhưng lúc Thầy nghề ăn cơm trưa với chủ nhà thì người ta chỉ dọn ba món thôi món thịt gà này vì lý do nào đó mà người ta không đưa ra có thể do không ngon hay thế nào đấy cũng nữa và nói rằng là báo cáo với thầy là xin mời thầy dùng cơm hôm nay chỉ có cơm rau và cá thôi đấy thì lúc đó thầy nghệ mới phật lòng tại sao có món thịt gà là món tôi rất thích mà gia đình không mời bảo là không có thấy chủ nhà rất là ngạc nhiên không hiểu bằng cách nào mà thầy phát nghệ lại biết mình có nấu thịt gà trong bếp trong khi thầy chỉ ngồi ngoài phòng khách bị ngăn cách với phòng bếp không nhìn thấy nhau làm sao biết được thầy nghề có một năng lực đặc biệt chứ thầy nghề có khứu giác ở mũi cái mùi vị đấy thầy biết rồi Ở vùng đất đấy con người chỉ có bốn giác quan này Họ không cảm nhận được cái mùi của thịt gà Họ không cảm, không có khứu giác không cảm nhận được Cho nên họ không biết được rằng Mặc dù không nhìn thấy Nhưng người ta vẫn có thể cảm nhận được Cái vị thịt gà anh đang nấu ở trong bếp Thông qua khứu giác Họ không biết được Và họ tưởng rằng thầy có một năng lực gì Siêu phàm Người ngoài hành tinh đến siêu phàm chăng và họ tôn thầy thành người hùng tương tự với xã hội của chúng ta hiện nay cũng vậy thầy và các em có năm giác quan này nhưng có thể có một vài một dăm bảy một bộ phận người nào đấy có thêm giác quan thứ sáu giác quan thứ bảy mà giác quan đấy nó nằm ở đâu không biết được ngay cả chúng ta khứu giác nằm ở mũi là sách viết như vậy còn nếu sách không biết thì chúng ta ngửi thấy mùi chúng ta cũng không hình dung được nó nằm cái cái khả năng người mùi nằm ở đâu nó nằm ở mũi nằm ở mắt hay nằm ở tai hay nằm ở đâu không biết được trên những người mà có giác quan thứ sáu thứ bảy thì giác quan đấy nằm ở đâu bản thân người đó cũng không biết được và người ta cảm nhận được những vấn đề khác của thế giới xung quanh mà người bình thường như thầy và các em vì chỉ có năm giác quan này không cảm nhận được vấn đề đấy ví dụ có những người có thể cảm nhận được từ trường hạn nó cảm nhận được những vấn đề khác Thì đấy là những người đặc biệt Họ có thể nhìn Xuyên thấu vấn đề Nhìn thấu Giống như lúc này thầy nghề có khu giác Ở vùng đất không có khu giác Thì thầy nghề có khu giác là thầy nghề nhìn xuyên thấu Nhưng mà nhìn qua khu giác Không phải nhìn qua mắt Góc quan sát qua khu giác Đấy Thì đấy là là cảm ứng Là giúp cơ thể chúng ta là Cảm nhận kích thích của môi trường và có những phản ứng trở lại môi trường cảm nhận kích thích nhờ các giác quan nhờ các cơ quan thủ cảm và phản ứng lại môi trường thông qua cơ thông qua mũi miệng tay chân thông qua nội tiết thông qua vân các cơ quan bộ phận cơ thể đều có phản ứng trở lại và không chỉ ở động vật không chỉ ở người động vật mà thực vật cũng có cơ tính cảm ứng nấm, vi khuẩn, vân vân, các loài sinh vật đều có tính cảm ứng. Tuy nhiên, động vật thì có tính cảm ứng nhanh nhạy hơn, văn minh hơn. Còn các loài khác thì có tính cảm ứng nó chậm hơn, đặc biệt là thực vật thì tính cảm ứng rất chậm. Và sau đây chúng ta sẽ nghiên cứu bài thứ nhất là tính cảm ứng ở thực vật đó là hướng động. Xin mời các em Và chúng ta nghiên cứu bài 18 Đó là bài hướng động ở thực vật Thực vật thì cũng có tính cảm ứng Nhưng mà nó chậm hơn Chậm hơn ở động vật Nhưng mà nó vẫn khó các em ạ nhá, Hướng động đây ta nhìn thấy đây Thứ nhất là ta nghiên cứu về thế nào là hướng động Đấy ta nhìn thấy đây nhá Ta thấy là Khái niệm về hướng động đây Đây là cây 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 trồng Trong chậu Nếu không có ánh sáng trong tối này trong tối thì cây nó mặc không có một định hướng rõ ràng và gần như không có gần như không có là diệp lục màu trắng này nhưng nếu cây được chiếu sáng thực hiện này là nó màu xanh nhưng nếu cây được chiếu sáng về một phía ánh sáng chiếu từ đầu này lại thì cây nó vươn ra phía ánh sáng vươn ra phía ánh sáng để lấy ánh sáng đây chính là hướng động tức là vận động có hướng hướng động chính là vận động có hướng anh này chính là vận động có hướng này và cái vận động có hướng này là cái phản ứng của cơ quan thực vật trả lời các kích thích có hướng của môi trường cho à, nên là cái hướng động hướng động là phản ứng của thực vật của thực vật hoặc là của cái cơ quan thực vật một bộ phận này của thực vật trả lời các cái kích thích có hướng của môi trường trả lời các kích thích có hướng của môi trường Gồm có các trường hợp Ví dụ như là trả lời ánh sáng Ánh sáng là một cái thích có hướng Hoặc là nước Nguồn nước từ phía nào thì nó vươn về phía đấy Hoặc là trả lời các kích thích về Chính chất dinh dưỡng Hoặc là kích thích của trọng lực Vân vân Tất cả những cái Phản ứng của thực vật Tả lời kích thích của môi trường như vậy Gọi là hướng động và gọi là vận động có định hướng của thực vật tuy nhiên là cái cái trả lời rất chậm rất chậm cây vươn về phía ánh sáng phải mất nhiều ngày thì chúng ta mới nhìn thấy rõ cái vươn này bởi vì cái này là nó liên quan quá trình sinh trưởng của cây còn như chúng ta là có cơ để di chuyển cho nên là khi có kích thích thì chúng ta di chuyển có người kêu thầy nghề ơi thì ngay lập tức là tôi trả lời. Vâng, có em đây. Đấy, trả lời ngay. Phản ứng ngay. Còn nếu cái cây này á, nếu có ta nói, thầy Nghệ ơi thì phải 3 ngày sau thầy Nghệ mới trả lời. Vâng. Có em đây. Nó chậm như vậy. Sau nhiều ngày mới trả lời. Mà chậm như vậy thì có lợi có hại? Chậm thì rất là có hại. Phản ứng của sinh vật Phải là nhanh Chính xác Kịp thời Phải nhanh chứ Thầy hỏi bài Trong cái việc trả lời ngay Càng nhanh càng tốt Càng nhanh càng chính xác càng tốt Chứ còn chậm Chậm thế này thì nó Sẽ khó khăn Tuy nhiên Có vẫn còn hơn không Mặc dù chậm Nhưng mà nó vẫn giúp cho sinh vật Giúp cho thực vật Nó thích nghi với môi trường Động vật chúng ta thì phản ứng rất nhanh Những người luyện võ chẳng hạn chúng ta xem phim à, Phim của Trung Quốc mà phim võ thuật ấy Đang luyện võ đứng thế này Có một cục đá ném qua dùng tay bụp bụp ngay bây chưa Nhanh như vậy Là vì người ta quá nhanh đi Người ta cảm nhận cái kích thích của môi trường có một cái có một cái phát qua người ta thấy cái nó bắt ngay tất nhiên đấy là người ta khuếch đại lên thôi chứ còn ném cục đá mà bắt thế này thì nó quá khó Đúng không biết có, có trong trong thực tế cũng có, có người nào làm được điều đấy không? Nhưng mà trong phim thì người ta thấy rằng rất nhiều tình huống như vậy. Đấy, là là cái tính cảm ứng phải nhanh như vậy. Nhanh như vậy. Càng nhanh càng chính xác thì càng giúp cho cơ thể chúng ta nó trả lời một cách thích hợp với môi trường. Có phản ứng thích hợp với môi trường. Để chúng ta là sống sót tồn tại sinh sản được hiệu quả hơn và động vật bao giờ có tính cảm ứng nhanh thực vật động vật càng tiến hóa thì tính cảm ứng của nó càng nhanh càng chính xác thì đấy là khái niệm về hướng động ở thực vật là phản ứng của thực vật trả lời kích thích có định hướng có hướng và kích thích có hướng thì có nước này ánh sáng này rồi là trọng lực này rồi là chất khoáng này đấy, chất độc tố này đó là những cái có hướng còn nhiệt độ thì không phải là có hướng nhiệt độ không có hướng đúng chưa thì nhiệt độ không tạo ra hướng động đấy mà nó sẽ tạo nhiệt độ độ ẩm sẽ tạo ra ứng động ở bài sau chúng ta học chúng ta nghiên cứu hai lớn là các kiểu hướng động ở động ở thực vật bây giờ chúng ta nghiên cứu về các cái kiểu hướng động phổ biến ở thực vật thứ nhất là hướng sáng ta nhìn thấy đây đây nha đây là một cái cây mô hình thí nghiệm khi ánh sáng chiếu từ phía này thì cây sẽ vươn ra ánh sáng cây vươn ra ánh sáng này là có ý nghĩa là thu nhận ánh sáng của môi trường để quang hợp vì cây thì rất cần ánh sáng để sống và cơ chế của nó thì liên quan tới cái hormone auxin Học nào auxin ở bên này. Khi bên này chiếu ánh sáng thì phía bên phía ánh sáng này là tập trung rất ít auxin còn phía bên tối này, này là rất nhiều auxin. Mà khi bên tối này rất nhiều auxin thì auxin sẽ kích thích làm cho cây phát triển và đầy thế này về bên này. Cái này chúng ta phải học ở chương 3, chương sinh trưởng phát triển ở sinh vật. Học môn của thực vật. Đấy, thì hướng sáng. Cho nên là cái hướng sáng này giúp cây là là vươn về phía ánh sáng để quang hợp. Chúng ta biết rằng là cây trồng ở những cái nơi nào mà ánh sáng chiếu về một phía thì nó vươn ra như vậy cả. Ở nhà chúng ta mà các em trồng cây ở cửa sổ thì cây nó vẫn vươn ra về phía cửa sổ để quang hợp. Nó khuynh hướng như vậy. Thứ hai là hướng trọng lực. Trọng lực tức là cái lực hút của trái đất. Thì rễ cây bao giờ cùng hướng về phía trọng lực. Rễ cây hướng về trọng lực để lấy dinh dưỡng. Ta nhìn thấy đây Người ta làm một thí nghiệm Trồng cây Trồng cây ở trong chậu và người ta đặt cái Cái chậu nằm ngang Chậu nằm ngang này thì đáng lẽ là cây nó sẽ Đi ra thế này Nhưng mà Khi này là Cây sẽ mọc lên Đỉnh cây sẽ mọc lên trên Còn rễ cây sẽ mọc xuống dưới Rễ cây đâm xuống này rễ cây lúc đầu nằm thẳng này sau đó đâm xuống Còn đỉnh cây thì nằm ngang Tức lúc đầu là đỉnh cây nằm ngang này Rể cây nằm ngang này Nhưng sau đó là đỉnh cây thì vươn lên Rể cây thì đâm xuống Đó là hướng trọng lực Mục đích là cùng đề sống tốt hơn thôi Anh này là vươn lên để lấy ánh sáng Anh này vươn xuống để lấy dinh dưỡng Nó phải như vậy Tùy theo mục đích của mình Cho nó có ý nghĩa là giúp Cây Sinh trưởng phát triển tốt hơn Hoặc là hướng hóa chất Hóa này hóa chất Hóa trong hóa này thì có phân bón có chất hóa học Thì nó tương tự Đây đây là một cái cây trồng ở trong đất Và người ta bón Ion Bón Ion Đây là Ion NH4 cộng đây là ion N3 trừ Thì ta thấy rể cây Nó hướng về phía ion Để lấy chất Coi là hướng hóa chất Vùng nào có nhiều phân bón Ở nồng độ thích hợp Thì rể cây sẽ phát triển về hướng đấy Vùng nào có nhiều độc tố Rể cây sẽ không phát triển Về hướng đó Cho chúng ta biết rằng là rễ cây sẽ vươn về phát triển về phía có dinh dưỡng để sinh trưởng phát triển và tránh những phần có độc tố có chất gây hại nó có tính cảm ứng như vậy tính cảm ứng như vậy đấy là hướng hoạt và đây là hướng nước hướng nước tức là nguồn nước của môi trường nguồn nước, cái nguồn nước của môi trường thì Các mới rằng là rể cây thì cần phải hút nước để sống. Chúng ta học ở bài trao đổi nước rồi, nó phải cần phải hút nước để sống. Vì vậy, dân rể cây nó phát tiền về phía con nước. Đây, cái cây trồng đây, đây là phía này là nước. Vùng này nước nhiều thì rể cây phía này, phía này thì nhiều hơn. Còn phía này ít nước thì sẽ ít hơn. nó phát triển như vậy cho nên là bản thân cái cây nó cũng như con người chúng ta nó cũng luôn luôn vươn về những nơi tốt đẹp nhất vươn về những nơi thuận lợi nhất để cuộc sống được tốt đẹp hơn và tránh xa những nơi bất lợi tránh xa những nơi có hại để hạn chế những khó khăn đặc điểm như vậy Nhá yeah. Đấy. và đây là hướng tiếp xúc một số loài cây mà có tua cuốn thân của nó tua của nó hoặc thân của nó cuốn trong các cái giá thể khác để vươn lên thì nó có được đây đây là cái cây thuộc họ bầu bí đậu đây tua cuốn đây này cuốn thì anh này nó tiếp xúc với đây là nó cuốn nó cuốn vào đây để nó leo đây gọi là hướng tiếp xúc Thì đấy là có các cái Hướng động của thực vật Và Các hướng động này là các cái kiểu hướng động này là Nó trả lời các cái thích có hướng của môi trường Và ý nghĩa của nó là gì? Ý nghĩa của hướng động Nói riêng và cảm ứng nói chung Tất cả các tính cảm ứng này Ý nghĩa là giúp sinh vật Giúp thực vật giúp thực vật có phản ứng thích nghi với môi trường phía nào có ánh sáng thì nó phải vươn về với ánh sáng nó phải nó thích nghi chứ phía nào có nước thì rể phải vươn về con nước phía nào có chất phân bón phù hợp thì về vươn về đấy chứ nó giúp thực vật là phản ứng thích nghi với môi trường và nhờ đấy mà sinh trưởng phát triển tốt hơn để sinh trưởng phát triển Đấy. Kết quả cuối cùng vẫn là để sinh trưởng phát triển và sinh sản thôi. Tồn tại và sinh sản là cái cách để mà thực vật, động vật và mọi sinh vật là để vươn tới đạt điều đấy. Đấy là cái cái khái quát nhất của cái bài hôm nay là bài hướng động. Và bài tới chúng ta phải nghiên cứu về ứng động. Ứng động thì nó là trả lời các cái thích không định hướng. Thực vật cũng có cái ứng động đấy. Hẹn gặp lại các em ở bài ứng động.